Em xin chào tất cả các cô chú anh chị. Chúc quý cô chú anh chị một tuần mới vui vẻ, có thật nhiều niềm vui. Hôm nay em lên một video clip nói về trồng hoa lan tại sao phải cắt nước. Có rất nhiều người không biết trồng hoa lan tại sao phải cắt nước. Cần cắt nước có những loại hoa lan nào, thời điểm nào thích hợp để cắt nước, tại sao cắt nước lại ra hoa. Tất cả các giống hoa lan có nguồn gốc mọc tự nhiên, chủ yếu ở trong rừng. Một số loài có đặc tính nở theo mùa, một năm chỉ nở một lần. Trước khi vào mùa hoa nở sẽ có thời gian khô hạn, thời tiết không có mưa. Rồi khi thời tiết có mưa trở lại, cây lan bắt đầu tới mùa phát triển nở hoa rực rỡ. Nên đa số rất nhiều hoa lan từ mùa xuân sang mùa hè thì sẽ nở rất là đẹp, ra hoa rất nhiều, rất rực rỡ. Trước khi mùa xuân tới sẽ có mùa khô hạn, cây lan cũng cần sự khô hạn để nghỉ ngơi, tích tụ chất dinh dưỡng, chủ yếu là lân và kali. Nhưng khi chúng ta được lai tạo mang về nhà thuần chủng, một số loài không cần cắt nước vẫn cho hoa quanh năm. Để ra hoa thì nó cần thay đổi nhiệt độ giữa ngày và đêm, ngày nóng đêm lạnh, ngày dài đêm ngắn, trồng nơi nắng nhiều như Dendro, Mokara, Kalaza, Rendet, Vanda, Mặt Trời Bangkok. Còn những giống lan có nguồn gốc nguyên thủy như là trầm, phi điệp, giả hạc, đen rô xuân phải cần thời gian cắt nước rồi rụng lá, bắt đầu đến mùa nghỉ tích trữ dinh dưỡng lân và kali, chuyển hóa thúc đẩy tạo ra carbon aldehyde làm cho cây ra hoa. Đặc biệt ở miền Bắc, mùa đông lạnh, xu hướng cây lan sẽ ra hoa chậm hơn. Nên khi trồng lan, các anh chị phải tìm hiểu nguồn gốc các loại lan. Không phải tưới nước quanh năm là ra hoa, hoặc nóng quá hay lạnh quá cũng ra hoa. Nếu ban ngày nóng, ban đêm các anh chị có thể cho vào phòng điều hòa. Nếu những loại lan phi điệp, giả hạc, đen rô xuân không cắt nước sẽ có thể là không ra hoa mà sẽ ra ki, những cây con mọc trên mắt ngủ. Như các anh chị có thể thấy, với dòng phi điệp giả hạc, khi mình cắt nước trên mắt ngủ sẽ có thể ra ki hoặc ra hoa. Nếu quý cô chú anh chị mà không cắt nước, vẫn tưới nước bình thường, có thể cây sẽ ra ki nhiều hơn là ra hoa. Ví dụ như một số chậu em để đằng sau, em không có thời gian ấy, em bận đi làm, ra ki hết trơn rồi. Thì các anh chị lưu ý, khi nào cần cắt nước? Khi dấu hiệu của cây vàng lá, rụng lá, bộ rễ không còn hoạt động nữa, các anh chị sẽ cắt nước. Thời gian cắt nước từ 7 cho đến 10 ngày. Còn một số phương pháp không cần cắt nước mà tác động đến các hóa chất, các chế phẩm hay các phân bón làm kích hoa, ví dụ như A5000 của Nhật, em đã hướng dẫn từ clip trước. Chỉ cần xé lá đầu ngọn hoặc nhỏ vào lách lá, lá sẽ không rụng mà vẫn có thể ra hoa hiệu quả. Hoặc công thức kích hoa cực mạnh như clip lúc đầu em giới thiệu.
thì thành phần chính là NPK 10 60 10. Cái thứ hai là litosen kích thích sinh trưởng. Và cái thứ ba là sữa dinh dưỡng to hoa, giữ được hoa lâu. Nếu cô chú anh chị thấy clip này hay và thú vị, hãy cho em một nút like và đăng ký kênh. Em sẽ ra nhiều clip chia sẻ về hoa lan, cách trồng, cách kích hoa hiệu quả.